Hải quân Ukraine hôm 17 tháng 9 cho biết, lực lượng này gần đây đã tập kích tên lửa nhằm vào một kho đạn pháo của Nga nằm gần thành phố Mariupol. Trong khi đó, quân đội Nga đang tiến vào khu định cư Stepnogorsk ở tỉnh Zaporizhia và dần kiểm soát nơi đây. Thông cáo được cơ quan báo chí thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân Ukraine đăng tải viết rằng, một đơn vị tên lửa thuộc Hải quân Ukraine vào đêm 13 tháng 9 đã thực hiện vụ tấn công nhằm vào nhiều nhà kho của quân đội Nga nằm tại làng Hlyboke, cách thành phố Mariupol khoảng 19 km về phía tây nam. Theo những báo cáo được xác nhận, đòn tập kích đã phá hủy hạ tầng kho bãi và hàng tấn đạn dược được đối phương tích trữ để sử dụng trên lãnh thổ Ukraine, thông cáo của cơ quan báo chí Bộ Tư lệnh Hải quân Ukraine viết. Trang min.in.ua cho biết, vị trí kho đạn ở làng Hlyboke nằm cách khu vực tiền tuyến hơn 100 km. Có khả năng Hải quân Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình Neptune có tầm bắn từ 200 đến 300 km để thực hiện vụ tấn công. Hiện quân đội Nga chưa phản hồi về những thông tin được phía Ukraine công bố. Trong một diễn biến liên quan, ông Vladimir Rogov, một quan chức cấp cao của chính quyền khu vực Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS hôm 17 tháng 9 nói, quân đội Nga đang tiến vào khu định cư Stepnogorsk ở tỉnh Zaporizhia và dần kiểm soát nơi đây. Quân đội Nga không chỉ cải thiện việc kiểm soát tình hình ở tiền tuyến, mà còn tiến vào khu định cư Stepnogorsk tại mặt trận Zaporizhia. Các lực lượng của chúng tôi đã sử dụng các loại bom có sức công phá lớn khi quân đội đối phương tập trung ở đó, ông Rogov cho biết. Theo vị quan chức này, hoạt động tác chiến của quân Nga ở Stepnogorsk cũng bị quấy rối liên tục bởi pháo binh và các máy bay không người lái UAV của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ trình bày kế hoạch chiến thắng bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York vào tuần tới, đồng thời cho biết ông muốn thảo luận về kế hoạch này với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, tuần trước, trong chuyến đi tới Kiev, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken được thông báo tóm tắt về các yếu tố trong kế hoạch của Ukraine nhằm thúc đẩy Nga chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ trình bày kế hoạch này bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York vào tuần tới, mà ông hy vọng sẽ tham dự. Hôm 17 tháng 9, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield cho biết Washington đã xem xét kế hoạch này. Chúng tôi nghĩ rằng họ đưa ra một chiến lược và một kế hoạch có thể thực hiện được. Người phát ngôn Mueller của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm, ông Blinken cùng quan điểm với Đại sứ Thomas-Greenfield nhưng từ chối nói chi tiết. Zelensky cũng cho biết vào cuối tháng 8 rằng, ông sẽ thảo luận về kế hoạch này với Phó Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris và có thể là cả với ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa, hai ứng cử viên cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11. Động thái diễn ra vào thời điểm quan trọng trong cuộc chiến, khi quân đội Nga tiếp tục tiến vào miền đông Ukraine, mặc dù lực lượng Kiev đã bất ngờ tấn công khu vực Kursk của Nga vào tháng trước. Ukraine đã thúc đẩy một hội nghị thượng đỉnh tiếp theo để với tầm nhìn về hòa bình của mình. Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên được tổ chức tại Thụy Sĩ vào tháng 6, thu hút hàng chục phái đoàn, nhưng không có Nga tham dự. Kho vũ khí của Lầu Năm Góc ngày càng cạn kiệt, buộc Mỹ giảm số lượng các gói viện trợ vũ khí tới Ukraine trong những tháng gần đây. Theo CNN, dù chính quyền Biden vẫn còn gần 6 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ Ukraine theo quyền rút vốn của Tổng thống, nhưng họ không thể gửi thêm vũ khí vì chúng không có sẵn trong kho. Theo CNN, dù chính quyền Biden vẫn còn gần 6 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ Ukraine theo quyền rút vốn riêng của Tổng thống BDA, nhưng họ không thể gửi thêm vũ khí vì chúng không có sẵn trong kho. Đồng thời, BDA sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 9 trừ khi Quốc hội Mỹ đồng ý gia hạn thời gian để chi tiêu số tiền còn lại. Một trong những lý do khiến các gói viện trợ gửi đến Ukraine không đủ là do Mỹ không muốn gửi quá nhiều vũ khí cho Kiev cùng một lúc, vì nước này không có khả năng tiếp nhận thiết bị và phân phối hiệu quả, nhanh chóng. Nga nhiều lần tuyên bố Moscow xem việc cung cấp vũ khí cho Ukraine là trở ngại đối với tiến trình hòa bình, bởi điều này khiến các nước NATO trở thành một bên trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Bất kỳ chuyến hàng nào có chứa vũ khí viện trợ Ukraine được xem là mục tiêu hợp pháp của Nga. Hồi tháng 9, Bộ Ngoại giao Mỹ hy vọng có thể gắn việc gia hạn tài trợ PDA vào dự luật tài trợ tạm thời mà các nhà lập pháp có thể thông qua trước tháng 9 để tránh tình trạng chính phủ đóng cửa. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đang xây dựng kế hoạch thay thế phương án chi tiêu số tiền còn lại của PDA. Theo kế hoạch dự phòng, mốc thời gian phân phối viện trợ sẽ lùi lại. Gói viện trợ gần nhất của Mỹ dành cho Ukraine diễn ra vào giữa tháng 8. Ngoài ra, Mỹ và Anh cũng cam kết nhanh chóng xem xét lại yêu cầu nới lỏng hạn chế tấn công bên trong nước Nga của Ukraine và cung cấp gói viện trợ mới trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ.
Ông Blinken cho biết Mỹ sẽ cung cấp 717 triệu đô la Mỹ viện trợ kinh tế mới cho Ukraine và một nửa trong số đó hỗ trợ cơ sở hạ tầng điện bị ảnh hưởng bởi cuộc không kích của Nga khi mùa đông đang đến gần. Hôm 11 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Anh David Lammy, đồng thời cảm ơn cả hai nước vì sự ủng hộ người dân Kiev. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích quyết định tăng quy mô lực lượng vũ trang Nga được đưa ra do những mối đe dọa đối với đất nước và thái độ thù địch của phương Tây. Quyết định được thúc đẩy bởi vô số mối đe dọa hiện hữu đối với đất nước chúng ta dọc theo biên giới, bởi tình hình thù địch ở biên giới phía Tây và sự bất ổn ở biên giới phía Đông, ông Peskov nói. Do đó cần phải có các biện pháp thích hợp. Trước đó, ngày 16 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh tăng số lượng quân nhân trong lực lượng vũ trang Nga lên gần 2,4 triệu người, trong đó bao gồm 1,5 triệu binh sĩ. Sắc lệnh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12, cũng yêu cầu chính phủ Nga phân bổ các khoản chi phí cần thiết cho Bộ Quốc phòng để thực hiện việc mở rộng quy mô. Đợt tăng mới nhất diễn ra sau khi Tổng thống Nga ban hành một sắc lệnh tương tự hồi tháng 12 năm 2023, tăng số lượng nhân viên trong quân đội Nga lên hơn 2,2 triệu người, bao gồm 1,3 triệu binh sĩ. Ở thời điểm đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quyết định tăng quân số là do mối đe dọa từ việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tăng đáng kể sự hiện diện quân sự dọc theo biên giới Nga, triển khai thêm các hệ thống phòng không và vũ khí tấn công. Hồi tháng 6, Tổng thống Putin đã yêu cầu tăng số lượng binh sĩ tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine lên gần 700.000 người. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ, 9 thành phố lớn thuộc Liên bang Nga có thể nằm trong tầm bắn tên lửa tầm xa của phương Tây nếu Ukraine được phép sử dụng chúng để tấn công lãnh thổ Nga. Danh sách các thành phố có khả năng dễ bị tấn công bao gồm 2 thành phố có dân số hơn 1 triệu người là Rostov-on-Don với dân số 1,14 triệu người và Voronezh với dân số 1,04 triệu người. Hiện tại, các loại vũ khí tầm xa đang phục vụ trong quân đội Ukraine không được phép tấn công vào những thành phố này. Tuy nhiên, nếu Ukraine được phép tấn công tên lửa ATACMS tầm xa, có tầm bắn lên tới 300 km, tình hình sẽ thay đổi đáng kể. Các thành phố khác của Nga như Kursk 436.000 người, Orel 296.000 người, Bryansk 373.000 người và Taganrog 245.000 người nằm trên bờ biển Azov sẽ gặp nguy hiểm. Ngoài ra, các khu vực như Lipetsk 486.000 người, Smolensk 312.000 người, và Kaluga 329.000 người cũng có thể nằm trong vùng có thể bị tấn công. Các thành phố này được cho là nằm trong giới hạn tầm bắn của tên lửa ATACMS. Tuy nhiên, tên lửa Storm Shadow của Anh có tầm bắn lên tới 250 km sẽ không thể vươn tới chúng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Mỹ và Anh dỡ bỏ hạn chế về việc sử dụng tên lửa tầm xa. Tuy vậy, các nước phương Tây vẫn giữ nguyên lập trường hạn chế Ukraine sử dụng các loại vũ khí tầm xa như tên lửa ATACMS và Storm Shadow để thực hiện các cuộc tấn công vào sâu bên trong nước Nga. Hôm 12 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga sẽ không khác gì sự tham gia trực tiếp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Mỹ và các nước châu Âu và cuộc xung đột ở Ukraine. Nga sẽ đáp trả bằng các biện pháp tương xứng. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cho hay từng thành viên sẽ tự quyết định việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây viện trợ để tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga, điều mà Kiev đã kêu gọi từ lâu nhưng chưa được chấp nhận. Phát biểu được ông Stoltenberg đưa ra trên đài ABC hôm 16 tháng 9, hoan nghênh việc các nước đồng minh đã có những thảo luận về vấn đề này. Tuy nhiên, có những e dè từ phía Mỹ về khả năng tạo sự khác biệt của việc tháo gỡ giới hạn, bên cạnh lo ngại về phản ứng leo thang của Nga. Theo trang The Kiev Independent, Đức khẳng định sẽ không cho phép, trong khi Canada, Phần Lan, Thụy Điển bày tỏ sự ủng hộ. Nga chưa lập tức bình luận, nhưng trước đó cảnh báo sẽ phản ứng theo cách tàn bạo nếu NATO bật đèn xanh cho Ukraine.